Xe máy điện Hatted Deluxe Z3 Limited Edition, mẫu xe điện mới lạ 2021, đánh giá chi tiết Z3 SS Deluxe Yade phiên bản sản xuất giới hạn Limited Edition 3.000 chiếc dành để tặng cho các đại lý lớn được nghiên cứu và sản xuất một cách cực kỳ kỹ lưỡng và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Xe máy điện Z3 Hatted Deluxe nhập khẩu chính hãng Yade là phiên bản mới nhất được hãng xe điện Yade sau bao nhiêu năm nghiên cứu và thử nghiệm chính thức đưa vào thị trường Việt Nam. Với thiết kế hầm hố, mạnh mẽ, cá tính cả trong ngoại hình và thông số kỹ thuật, Z3 xứng đáng là một chiến mã tốt đồng hành cùng bạn trên mọi lẻo đường. Do giá thành sản xuất quá cao, dự tính rơi vào khoảng 23 triệu đồng cho bản chạy EQ và 28 triệu đồng cho bản chạy pin lithium. Khó có thể kinh doanh một cách đại trà, đặc biệt là với những thị trường quá mới như Việt Nam và các quốc gia lân cận. Nên tập đoàn sản xuất xe điện rất có tiếng tại Việt Nam với sản phẩm xe điện X-Men tràn ngập trên thị trường. SS Deluxe Yadi sản xuất mẫu xe này với một số lượng có hạn để dành tặng riêng cho các đại lý lớn kinh doanh sản phẩm của hãng. Chính xác là chỉ có 3.000 chiếc được sản xuất ra. Thật may mắn khi xe điện B-Buy sở hữu một số lượng vài trăm chiếc như vậy, thực sự là một điều rất vui vì mẫu xe điện này quá hiếm. Và chúng tôi khẳng định là khó kiếm trên thị trường kinh doanh xe điện hiện nay. Nhìn tổng thể, Z3 có thiết kế khá hầm hố thể thao, xe trang bị hai bánh trước và bánh sau có bán kính lớn hơn rất nhiều so với các dòng xe điện trên thị trường. Bánh có bán kính lớn đồng nghĩa với thiết kế gầm xe cao hơn, thuận tiện hơn di chuyển ở mọi loại địa hình. Toàn thân xe được bao phủ lớp sơn tĩnh điện công nghệ cao giúp màu xe sáng bóng và bền bỉ theo thời gian. Đèn pha của xe thiết kế với hai mắt lớn đặt ở vị trí song song, tạo cả giác cân đối khỏe khoắn cho chiếc xe. Phần sàn để chân với kích thước lớn chống bắn bẩn khi di chuyển trong điều kiện mặt đường bẩn ướt. Thiết kế bề mặt nhám với nhiều khe thoát nước cho bề mặt sạch khô chống trơn trượt cho người sử dụng. Cải tiến mạnh mẽ và đáng kể hơn so với các dòng xe máy điện khác trên thị trường là Z3 thiết kế với hệ thống phanh tiên tiến cực kỳ an toàn. Chống bó cứng với phanh đĩa cả trước và sau, công nghệ hiện đại giúp người điều khiển kiểm soát tốc độ của xe tốt hơn. Nhất là khi di chuyển trong điều kiện mặt đường trơn, hệ thống lốp xe cả trước và sau đều được trang bị lốp liền xăm. Công nghệ chỉ có tại các dòng xe mô tô phân phối lớn, với việc áp dụng công nghệ lốp không xăm giúp lốp xe bền bỉ hơn. Chống tình trạng lổ lốp, trường hợp có vật nhọn đâm thủng xe cũng vẫn có thể di chuyển được thêm quãng đường nhất định mà không hại lốp. Việc sửa chữa bảo quản cũng khá đơn giản tại các tiệm xe máy gần nhà. Bên cạnh đó, xe điện SS Z3 với việc trang bị động cơ công suất xe lên tới 1200W, giúp xe vận hành mượt hơn, êm hơn và di chuyển được nhẹ nhàng hơn, với quãng đường đi được lên tới 80-100km cho một lần sạc điện đầy bình. Cùng vận tốc tối đa của xe là 55km/h, thiết kế hai giảm xóc lớn giúp xe vận hành êm ái trên mọi loại địa hình. Phần yên xe cũng được thiết kế kiểu dáng khá thể thao, bắt mắt. Da bọc yên và lớp động đều sử dụng chất liệu cao cấp giúp bền đẹp và không bị phải màu theo thời gian. Ngoài ra, với thiết kế yên xe khá rộng sẽ giúp cho việc người ngồi ở vị trí sau cũng được thoải mái hơn. Đồng hồ điện tử xe điện Z3 sắc nét và hiển thị đầy đủ thông tin, đèn xi nhan, đèn pha, vận tốc, điện năng của xe. Bên cạnh đó, các nút điều khiển đầu xe được sắp xếp một cách hợp lý, hỗ trợ tích cực cho người điều khi di chuyển trên đường chủ động hơn. Xe còn trang bị hệ thống khóa chống trộm tích hợp trong xe, an toàn hơn trước kể gian. Sau một thời gian ngắn trải nghiệm Hatted Deluxe Z3, đại đa số mọi người đều cảm thấy rất hài lòng. Riêng tôi cảm thấy tuyệt vời ngay từ khi ngồi lên xe và vặn ga để đi lần đầu tiên. Nó quá chắc chắn, êm ái, lái rất thích mà không bị mỏi, kiểu dáng chiều cao cực kỳ phù hợp với đại đa số người dân Việt Nam vậy. Và được sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như giảm xóc trước SIDEDOWN, phuộc ngược thường thấy trên những dòng xe phân khối lớn thể thao đắt tiền. Giảm xóc sau sử dụng bình nén dầu cực kỳ êm ái, đèn bi xenon như các loại ô tô đời mới hay bảng hiển thị điện tử cực kỳ thể thao và cá tính cho người dùng đo một cách chính xác nhất các thông số của xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị cảnh báo nguy hiểm có nút bấm ngay trên bảng điều khiển bên tay trái. Còn rất nhiều thứ mà ngay lúc này đây tôi không thể kể hết nên tạm ngừng ở chi tiết. Có thể nhìn thấy ngay là thiết kế của xe cực kỳ hoàn hảo, khiến cho ai nhìn qua ảnh cũng phải mê và không thể chê được ở điểm gì. Khi nhận được những chiếc xe đầu tiên, chúng tôi cũng lúng túng trong vấn đề đặt giá bán. Vì là hàng tặng và giá niêm yết của hãng rất cao là 23 triệu đồng khi bạn mua ngay tại cửa CTI sản xuất bên nước ngoài. Cuối cùng chúng tôi đưa đến một quyết định là chỉ bán đắt hơn xe X-Men cùng hãng một chút xíu thôi, là hơn khoảng 300 ngàn.
Đó là một điều mà chúng tôi muốn gửi lời tri ân tới quý khách hàng. Một phần cùng là quảng cáo cho một hãng sản xuất xe điện rất uy tín là SS Deluxe, cũng là quảng cáo hình ảnh của hàng xe điện B-Bike có thêm một chút uy tín trong mắt khách hàng. Nếu các bạn đang quan tâm đến dòng xe máy điện Hatet Deluxe Z3 và muốn nghe tư vấn cụ thể hơn, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0796-428-555 hoặc trang web bi-bike.com nhé. Đường link fanpage Facebook và thông tin liên hệ mình để ở dưới link phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và subscribe kênh channel của xe điện B-Bike để chúng mình có động lực ra thêm những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.